lợn các cái để cúng bái tổ tiên, để trình báo với tổ tiên là nay gia đình có cái lễ cấp sắc 18 tuổi trở lên mà có vợ có chồng. Đúng cái này đúng nghĩa hơn là đặt tên âm, có nghĩa là khi mà bọn anh làm xong cái lễ cấp sắc này thì bọn anh mới trở thành người lớn. Thưa vị, hiện tại Duy với anh Phúc đang đứng ở cửa hầm rượu của anh. Cái cây này chính là cái cây để làm lên cái men lá đúng không anh? À đúng rồi, đây gọi là cây pình đia. Ở trên dân tộc mình gọi là cây pình đia. Thì cái này ấy là cái nguyên liệu chính, cái vị chính để mà mình sản xuất ra cái men lá. Men lá của người dân tộc Dao Ba Vì mình. Đây ạ, cái dòng men này bây giờ không có nhiều gia đình làm được đâu ạ. Đây nó giống như là một cái khu rừng. Xung quanh em mình không phải là cây dại hay cây gì đâu đúng không ạ? Nó đều là các vị thuốc đúng không ạ? Ở cái thành phố Hà Nội này thì đặc biệt là chỉ có mỗi cái xã Ba Vì này là người Dao thôi. Ở trên này thì làm mâm gọi là cỗ làm bày giá lá, nó không như ở dưới kia để ra đĩa nhiều cái. Đây toàn là cho lá hết. Thì những cái đồ ăn ở trên này đều là dân dã hết. Những con gà rồi những con cá đều là gia đình tự nuôi trồng hết. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với đồi núi Ba Vì. Hôm nay Duy mời quý vị và bạn cùng đến với một hộ gia đình người Dao tại Ba Vì. Nhiều quý vị ở cả nước sẽ rất là tò mò về dân tộc Dao duy nhất ở thủ đô thì có những cái nét văn hóa, có những cái nét đặc trưng cũng như ngành nghề chủ yếu của người Dao nơi đây. Họ làm về nghề gì? Đối với Duy khi Duy tới đây, Duy cảm thấy kinh tế ở đây nhà nào cũng rất là phát triển. Và khi Duy tới một hộ gia đình đang có lễ cấp sắc ấy, thì Duy nghe người dân ở đây giới thiệu với Duy tới một hộ gia đình, đó là hộ gia đình nhà anh Phúc. Duy sẽ tìm nhà anh ấy để giới thiệu cho quý vị một hộ gia đình người Dao cuồn chặt điển hình nhất ở đây nhé. Mời quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Và Duy đã tìm thấy địa chỉ nhà của anh ở đây rồi. Em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi nhà anh Phúc đây không ạ? À đúng rồi, đây là nhà của anh. À vâng. Ừ, chào vâng, anh nhé. Chào anh. Vâng, ừ. Chắc là anh cũng nhận được cái cuộc gọi của nhà bác ở kia rồi ạ. À đúng vâng, rồi. Thì các bác ấy giới thiệu tới nhà anh thì em cũng muốn tới gặp anh cũng như là gia đình để anh chia sẻ về văn hóa, ẩm thực cũng như là cái ngành nghề đặc trưng của người Dao của mình hiện tại. Ừ, đúng rồi, mời dạ. Anh em vào uống nước đi. Dạ vâng. Vâng. Xuống nước. Em cảm ơn. Hôm nay em đi đến tham dự cái lễ hội cấp sắc của người dân ở đây ấy. Em nghe các bác ấy chia sẻ là kéo dài trong nhiều ngày. Cái ngày hôm nay là đang diễn ra cái công đoạn gì đấy? Lễ cấp sắc của dân tộc Anh ấy là diễn ra trong 2 ngày. Lễ vừa rồi mà em có đến tham quan ấy là cái khởi đầu mổ lợn các cái để cúng bái tổ tiên, để trình báo với tổ tiên là nay gia đình có cái lễ cấp sắc cho người nhà. Thì cái lễ cấp sắc ở trên này thì nó cũng đơn giản thôi, có nghĩa là những ai mà đủ 18 tuổi trở lên mà có vợ có chồng, có nghĩa là xây dựng gia đình rồi ấy, thì người ta mới làm cái lễ để cấp sắc. Còn nếu mà chưa có vợ có chồng thì người ta không làm cái lễ cấp sắc này. Cái lễ cấp sắc này thì nó diễn ra trong 2 ngày. Cái này ấy là ở trên Anh ấy gọi là lễ cấp sắc, và đúng cái này đúng nghĩa hơn là đặt tên âm, có nghĩa là làm xong cái lễ cấp sắc này thì bọn anh mới trở thành người lớn. Ví dụ như sau rồi ấy là bọn anh có già chết đi hay là như thế nào đó, thì khi có cái lễ cấp sắc này thì bọn anh mới trở thành cái người lớn được. Còn nếu những người nào mà kể cả 70-80 tuổi nhưng mà chưa có cái lễ cấp sắc này ấy, thì vẫn là trẻ con. Nó chưa có cái tên âm, chưa đạt được tên âm nên là vẫn là trẻ con. Nên là cái lễ cấp sắc này của người Dao
trên anh là nó rất là quan trọng để nó khẳng định cho là cái người này là đã đầy đủ tên ông và đã thành trở thành người lớn đó. Anh ơi, anh có thể chia sẻ với em về lịch sử của người Dao có mặt ở Ba Vì thì từ bao giờ anh? Cái này thì nó rất là lâu đời rồi. Ngày xưa thì nó ở cái thể du canh du cư. Mình không các cụ kể lại là từ cái thời cụ kỵ ấy là bọn anh là từ phía bên Trung Quốc tràn sang Việt Nam cơ. Cái thời xưa thì du canh du cư chứ không ở một nơi nào cố định lâu dài. Cho nên là sau khi từ ở trên Hòa Bình xong rồi du canh xuống đến núi Ba Vì này, xong ngày xưa lại ở tận trên cao cơ. Trên núi cơ. Thì sau rồi thì theo vận động của nhà nước là hạ sơn, có nghĩa là ở trên núi cao mà mình chuyển xuống dưới thấp này, đấy là gọi là hạ sơn, thì đó là chuyển những xuống đây niên những năm 1960 đấy ạ. Đấy, cái thời niên đó, xong rồi mình chuyển xuống dưới này thì mình sẽ thành lập lại một cái ngôi làng nó ở khu vực gọi là hạ du này, chứ không phải là ở trên núi cao nữa. Xuống đây thì các cái phong tục tập quán mà từ cái đời xưa truyền lại thì mình vẫn cứ duy trì, chữ nho rồi thì cúng bái các cái và lễ cấp sắc các cái thì nó nằm trong một cái tục lệ của cái người Dao bọn anh. Hôm nay rất may là và vinh dự người Dao Ba Vì của anh là được đón tiếp một vị khách như chú đã đến để tìm hiểu cái nền văn hóa của anh, thật sự ra là rất là cảm ơn. Dạ vâng, em cũng rất là vui được anh đón tiếp ở nhà của mình. Khi em đến với lại xã của mình ấy, đi dọc đường thấy rất là nhiều biển các cái hiệu thuốc nam. Như em thấy là anh có biển hợp tác xã thuốc nam họ Lý Ba Vì đúng không ạ? Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ cho em họ Lý của anh ấy có liên quan gì đến cái họ Lý ở Việt Nam hay không? Cũng như là hiện tại người Dao ở Hà Nội ấy, có bao nhiêu dòng họ? Thưa với chú thế này, Lý thì ở trong anh ấy thì là đây là Lý của người dân tộc bọn anh, còn Lý Công Uẩn thì không có cái gì liên quan đến bọn anh cả. Cái vấn đề thứ nhất như thế. Cái vấn đề thứ hai là người Dao thì có rất là nhiều dòng, ví dụ như là họ Lý, họ Triệu, họ Bàn, họ Lăng, họ Dương, họ Phùng, vân vân, có rất nhiều là dòng họ như thế. Thì cái lý do mà anh thành lập cái hợp tác xã thuốc nam họ Lý Ba Vì ấy là như thế này. Khi anh đi học Đông Y về thì tất cả cái bà con ở trên anh ấy là trong dòng họ anh ấy là có rất nhiều người là biết về cây thuốc, vị thuốc, những bài thuốc hay. Nhưng mà chỉ gì là phát triển trong cái quy mô nhỏ lẻ, không có mang được cái tầm cao, tầm xa, có nghĩa là không ảnh hưởng được đến ra ngoài xã hội nhiều, mà chỉ là phục vụ cho bản thân và là những người xung quanh thôi. Thì sau khi anh đi học Đông Y về cái thì anh thấy mình là cái người còn trẻ và mình đã được đi tiếp xúc với cái môi trường xã hội bên ngoài, cho nên là khi anh học cái về cái thì anh muốn thay đổi cái diện mạo của làng mình và muốn thay đổi cho cái cách làm thuốc của bà con. Thế nên là anh quyết định anh thành lập cái hợp tác xã thuốc nam họ Lý Ba Vì để anh mời tất cả những người bà con của mình trong dòng họ mình biết về cây thuốc, vị thuốc, anh mời vào làm xã viên cùng để cùng phát triển cái nguồn dược liệu là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cùng phát triển cái bài thuốc để mình chữa trị cho những người mà không may gặp phải những cái căn bệnh, ví dụ như dạ dày hay gan thận hay cơ xương khớp gì đó, nó rất nhiều kiểu. Thì mình kết hợp những bài thuốc đó để mình chữa và mình tuyên truyền rộng rãi để rất là nhiều người, những người ở cách đây rất xa mà để họ biết được cái cơ sở thuốc của nhà mình, để họ có thể tiếp cận được, để họ có cái nguồn thuốc của mình để họ sử dụng để chữa về bệnh cho họ. Nên là mình đã quy tập lại và phát triển lên và mình có những cái vườn trồng dược liệu
nó rất là rộng và phong phú, và mình có đồng thời mình có thể thu mua hết những cái nguồn dược liệu của bà con ở ngoài dòng họ mình cũng mua hết để mình vào để mình tập hợp lại để mình phát triển lên những cái bài thuốc rất là hay để điều trị bệnh cho mọi người. Nếu như Duy có thời gian thì tẹo nữa anh sẽ mời Duy qua vườn thuốc của anh để tham quan cái mô hình trồng cây thuốc và những cái vị thuốc ở trong đó nó điều trị những căn bệnh gì, hay là nó kết hợp với những cái vị thuốc nào để nó ra cái bài thuốc nào. Thì nữa mình sẽ, nếu mà Duy không bận thì mình sẽ mời Duy ra ngoài vườn thuốc của mình nhé. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Anh ơi, như anh chia sẻ, những cái vị thuốc mà anh được học và những cái vị thuốc truyền thống của người Dao, hai cái đấy kết hợp lại với nhau hay là như thế nào anh? Tất nhiên là mình phải kết hợp rồi. Thứ nhất là những cái bài thuốc mà mình đã được học, những cái vị thuốc mình đã được học ở trên trường, trên lớp, và về kết hợp với cái nguồn dược liệu của mình, cái y học cổ truyền của mình kết hợp lại với nhau, thì mình cũng phải tính cái tính vị quy kinh của từng dòng thuốc để mình kết hợp lại, để mình làm thành một bài thuốc để mình điều trị những căn bệnh ở trong xã hội. Nó rất là nhiều dòng bệnh khác nhau, cho nên là mình cộng với cái y học cổ truyền và y học hiện đại thì mình kết hợp với nhau, mình điều trị cho mọi người thật sự ra là rất là thành công. Vâng, tức là nhà anh đi học đấy là anh phải được cấp bằng và phải có giấy phép kinh doanh các thứ, đúng không ạ? Đúng rồi, mình sẽ có giấy phép hành nghề các cái. Để mình khi mình có cái giấy phép hoạt động đó thì mình mới có thể thành lập được hợp tác xã, rồi mình mới có thể khám chữa bệnh cho mọi người được. Người Dao ở Ba Vì thì có nhiều các cái vị thuốc, mỗi gia đình có một cái thế mạnh, đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thể chia sẻ gia đình anh thì có cái vị thuốc gì mà nó đặc trưng cũng như là nó hiệu quả nhất? Cái xã Ba Vì của anh ấy là rất là đặc biệt, là chiếm tới 98% là người đồng bào dân tộc Dao. Ở đây thì cũng rất là nhiều hộ gia đình là làm thuốc. Trong gia đình anh thì nó có nổi trội lên rất là nhiều cái bài thuốc hay. Anh chỉ ví dụ cho chú một bài thuốc anh đang sử dụng và điều trị cho mọi người là rất hiệu quả. Anh có một cái bài thuốc từ cái thời cha xa xưa truyền lại là cái bài thuốc tầm kháp pêu. Cái bài thuốc tầm kháp pêu mà điều trị về sinh lý của nam giới ấy là rất là thành công. Rất là nhiều người trên mọi miền Tổ quốc biết đến và đang sử dụng cái bài thuốc đó. Thật sự ra mình rất là tự hào khi mình là được là thừa kế lại cái bài thuốc tầm kháp pêu để mình đến giờ này để mình phát triển lên, mình giới thiệu và quảng bá cho tất cả mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc biết được và đang sử dụng. Mình cảm giác thấy là rất là hãnh diện. Anh cái thuốc đấy thì sử dụng như thế nào ạ? Tí nữa anh sẽ mời Duy ở lại có thể ăn một bữa cơm gia đình với anh để anh sẽ có thể chắt cái rượu của cái thuốc tầm kháp pêu đó, anh mời chú để chú sử dụng thử xem cái vị nó ra làm sao, nó như thế nào. Tẹo nữa thì cố gắng bút chút thời gian ở lại với anh ăn bữa cơm gia đình nhé. Dạ vâng. Còn cái tầm kháp pêu đó thì nó có cách thức sử dụng nó thì nó có hai cái kiểu. Một kiểu là mình ngâm rượu, và nếu mà ai mà không uống được rượu thì mình có một cái kiểu để mình bốc thành thang thuốc để cho mọi người đun uống, nó rất là dễ. Cái này nó có hai cái cách sử dụng như vậy và hiệu quả nó cũng tương đương nhau. Dạ, và rượu cũng là loại rượu truyền thống của người Dao mình ạ. Đúng rồi, cái rượu thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em đến thăm cái hầm rượu của mình. Ồ, thế ạ. Ừ, cái hầm rượu thì mình cũng thực sự ra cũng rất là kỳ công để mình làm. Cái rượu của mình ở trên này nó đặc biệt là gì ạ? Nó không nấu bằng các cái men mua ở bên ngoài thị trường mà là mình tự làm. Mình tự làm cái men, đây gọi là men lá. Cái men lá này thì mình đã bảo tồn và phát triển từ rất lâu đời rồi. Cho nên là hiện tại bây giờ mình cũng đang nắm được cái bí quyết đó để mình gìn giữ cái
cái cách thức và các cái vị thuốc để mà mình làm ra cái men đó rất là đặc biệt. Thì nữa mình sẽ mời Duy và mọi người qua đó để tham quan. Thưa vị, hiện tại Duy với anh Phúc đang đứng ở cửa hầm rượu của anh. Và anh có thể mời em cũng như khán giả vào Mời Duy với mọi người vào thăm hầm rượu. Hầm rượu này là đặt âm nhá, âm ở dưới đất luôn, đi vào trong đây. Đây, như mọi lần ấy thì mình không có thắp cái bóng như thế này. Ở trong này nó rất là tối, độ âm của nó là rất là cao. Hôm nay thì có chú Duy đến thăm cơ sở thuốc nhà anh. Thì anh thắp một cái bóng để cho nó sáng hơn, để cho Duy và quý vị và các bạn xem rõ hơn. Đây là hầm thứ nhất, còn nó có 3-4 hầm nữa. Hầm ngâm cái thẩm khắp bêu ở đây. Cái này là rất là quy trình nhá mọi người nhá. Mình ngâm cái này mình phải bọc bọc rất là kỹ này. Đây, bọc rất là kỹ ni lông nhá. Đây ạ. Đây. Đây ạ, rượu lên đây luôn ạ. Đây. Đó, anh bọc rất là kỹ. Anh ấy, rượu này giai đoạn mà nấu rượu rồi cũng như là ngâm ấy, là hoàn toàn là gia đình mình làm luôn đúng không ạ? À đúng rồi, cái rượu này là gia đình mình tự nấu. Và cái này là bằng mình làm từ men lá 100% luôn nhá. Tí nữa mình sẽ chỉ cho Duy và các bạn nhìn thấy cái quy trình làm ra cái men lá của dân tộc Dao ngày xưa và bây giờ. Nó vẫn như là vậy, thì bây giờ có cái men lá này nó không phải là cái men tàu hay men gì cả. Mà cái men lá này thì mình làm từ cái vỏ cây. Xong rồi mình ủ lên nó thành men. Xong rồi mình từ cái men đó mình sẽ ủ với cơm. Xong rồi mình sẽ nấu ra thành cái rượu này. Cái rượu này uống nó rất là êm. Nó không, mình ngậm vào mồm rồi mình chưa nuốt ấy, mình có thể mình ngậm ở đó lâu, mình cũng cảm giác nó không có sắc. Mình cảm giác thấy nó rất là dễ chịu. Mà mọi người uống cái này thì không bao giờ đau đầu và không bao giờ khát nước. Đấy, cái đặc biệt của cái rượu này là thế. Và nó say thì không bao giờ say mệt người, mà nó say đến hôm sau mình tỉnh dậy mình cảm giác người rất là nhẹ nhõm, rất là dễ chịu. Và đồng thời nữa là cái rượu này mình lại ngâm cùng với cái bài thuốc tầm khắp bêu của nhà thuốc ấy để điều trị về sinh lý ấy, thì nó lại là quá tuyệt vời luôn. Thời gian mà để rượu trong hầm ấy, mình ngâm thường là mình ngâm toàn là rượu trên 1 tháng trở lên mình mới sử dụng. Cái cây này chính là cái cây để làm lên cái men lá đúng không? À đúng rồi, đây gọi là cây pình đia. Ở trên dân tộc mình gọi là cây pình đia. Thì cái này ấy là cái nguyên liệu chính, cái vị chính để mà mình sản xuất ra cái men lá. Đây, tất cả những cái này là nó tạo nên cái vị thơm cho cái rượu và cái men luôn. À, cái này mình kết hợp lại với nhau, mình nghiền lên. Xong rồi mình cộng với những cái bí quyết gia truyền, mình làm thành cái men. Cái men thì đây giới thiệu cho mọi người. Men lá của người dân tộc Dao Ba Vì mình. Đây ạ. Cái dòng men này bây giờ không có nhiều gia đình làm được đâu ạ, vì là nó liên quan đến rất là nhiều cái vấn đề về cái kỹ thuật để mà làm, mà tạo được nên một cái men như thế này nó không phải đơn giản, nó mất rất là nhiều quy trình. Cái này khi mình tạo được men này xong rồi mình nấu cơm. Xong rồi mình giã cái này nó nát ra, xong mình trộn với cơm, mình ủ. Đây, cái này là chuẩn bị cho nên nồi nấu được rồi đúng không anh? À không, cái này mình vừa mới ủ nó được 3 ngày rồi. Thì Phúc đã cho ủ ra, bây giờ là nó ăn là rất ngọt này. Rất ngọt nhá. Duy gạo có thể này, gạo gì đấy anh? Gạo này là gạo Khang Dân. Khang Dân. Ừ, đấy Duy có thể thử luôn này. Một miếng ăn. Ngày xưa này em nấu rượu em cũng rất là hay ăn kiểu như thế này. Đấy. Sao? Em cảm giác ngọt. Vâng, và nó một chút tê tê đấy. Được rồi. Vâng. Chào mừng Duy đến với vườn thuốc của hợp tác xã Thuốc Nam Họ Lý Ba Vì. Đây là tất cả khu vực này là vườn thuốc của nhà thuốc. Khu vực trồng dược liệu ở đây rất là rộng, nó phải hơn 2 ha. Quý vị có thể nhìn thấy cái khung cảnh xung quanh Duy với anh Phúc không? Đây nó giống như là một cái khu rừng, mọi những cái cây cối mọc hết sức là tự nhiên.
Như anh Phúc có chia sẻ là anh em mình đứng ở đây thì xung quanh em mình không phải là cây dại hay cây gì đâu đúng không ạ? Đúng rồi. Đều là các vị thuốc đúng không ạ? Ở đây tất cả là đều là vị thuốc mà nhà thuốc đã rất là nhiều công để trồng và chăm bón nó như thế này. Trước mặt mọi người đây thì nó rất là nhiều dòng thuốc, vị thuốc ở đây. Mỗi một vị thuốc nó có một cái tác dụng riêng của từng loại bệnh khác nhau. Và phía trên đây, các bạn nhìn thấy đây, trên này có một cái dây leo dạng thân gỗ. Ở đây là cái cây này là gọi là cây tầm khạ. Trong cái bài thuốc yếu sinh lý, cây này là vị thuốc này là vị thuốc chính trong cái bài thuốc tầm khạ bêu điều trị về yếu sinh lý cho nam giới. Đấy, các bạn nhìn đi, nó mọc rất là tốt và xung xuê, nó leo lên trên rất là cao, có thân rất là to. Cái này thì nhà thuốc thường thường hái ở cái phần nhánh của cây về nhà mình băm cả cây cả lá, xong rồi mình phơi khô, mình kết hợp với một số vị thuốc khác để mình kết hợp thành một bài thuốc tầm khạ bêu điều trị sinh lý cho nam giới. Còn đây, quý vị nhìn thấy đây, có rất là nhiều dòng. Đây là cây, nếu mà ai mà làm thuốc thì để ý thì cây biết là cây này là cây sơn thục. Cây sơn thục này thì nó điều trị về những cái dòng bệnh về cơ xương khớp. Còn phía đằng kia thì nó có rất là nhiều cái cây thuốc khác. Nó có cái tính dược rất là tốt để điều trị những cái dòng bệnh liên quan đến cái chức năng gan, giải độc gan và gan mỡ, máu mỡ. Đấy, còn rất là nhiều cái bài thuốc ở đây rất là hay và những vị thuốc rất quý. Kể cả đây có cả lá khôi tía đây. Đây các bạn nhìn thấy, khôi tía nó mọc như hoang. Đây, đó. Cây này chữa về cái trong ngực dạ dày. Cây chuối ở đây em cảm giác cái thân cây nó cao đúng không ạ? Đấy, cây này nó thân nó cao, mà cái cây này thường mình rồng nó để mình lấy cái quả nó để mình điều trị cái sỏi cho bệnh nhân. Những ai bị sỏi mật hay sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu thì cái này mình đều có hết cái mình chỉ sử dụng cái loại này để mình lấy quả của nó để mình điều trị cái bệnh đó. Nó rất là hay. Đây, như các bạn nhìn thấy cái dây này, cái thuốc này, đây, cái thuốc này nó nằm trong cái bài thuốc tầm khạ bêu điều trị về sinh lý của nam giới đây. Cây này gọi là ngồng chan. Đấy, cây này gọi là ngồng chan nhá. Cây này nó giúp cho cái khả năng cương dương lâu và dẻo dai cho đàn ông. Đây nó là dạng dây leo nhá. Đấy. Em mời anh uống nước nhé. Dạ. Đây là chè anh. Đây là chè, chè của bà Vy. Đây là loại trà gì đã? Cái này, cái trà này là trà cổ thụ. Từ ngày xưa mỗi cây nó to lắm. Cái này toàn phải trèo lên trên ngọn rồi hái. Dạ. Cái này, cái trà này thật ra là ở dưới vùng xuôi thì hầu như là không có đâu. Ở trên bọn anh hay sử dụng cái dòng trà này, trà cổ thụ nhé. Rất là hay, uống nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Anh người Dao ở Ba Vì ấy, hiện tại thì có khoảng bao nhiêu hộ và cái nghề chính của người Dao ở đây là làm gì ạ? Của thôn Yên Sơn này bây giờ nó có tầm khoảng độ 200 hơn 290 hộ gì đó, gần sát 300 hộ rồi. Thì có được khoảng độ 40% số hộ gia đình là hành nghề cái thuốc nam này. Dạ. Có người thì biết cây thuốc thì trồng và phát triển, có người thì biết bài thuốc và kết hợp với nhau, người trồng và người thu mua, nên ra là nó có khoảng độ được rơi vào tổng là 40% là người biết về cây thuốc và đang làm thuốc để phục vụ cho mọi người. Anh người Dao mình thì phân bổ chủ yếu là ở xã này hay là còn quanh các cái xã khác nữa? Ở cái thành phố Hà Nội này thì đặc biệt là chỉ có mỗi cái xã Ba Vì này là người Dao thôi. Còn
không có một nơi nào ở trong thành phố Hà Nội khác có cái quần thể người Dao như ở đây. Đấy là rất đặc biệt như vậy, là có mỗi người Dao Ba Vì này là nằm trong cái địa phận của thành phố Hà Nội. Em cũng đang sống ở Hà Nội anh, và em cũng muốn tìm hiểu về người Dao cũng như là cái công việc hiện tại, cụ thể là cái công việc của anh ấy. Anh có thể chia sẻ giúp em cái công việc hàng ngày của anh nó như thế nào được không? Ừ, thế thì anh mời chú qua phòng thuốc của anh để chú tham quan. Vâng. Và biết được cái công việc hàng ngày của anh. Hôm nay nhà mình cũng có cỗ hay sao mà thấy nhiều xe thế? Đấy, hôm nay nhà có cỗ cho nên ra là cũng có nhiều xe ô tô của bà con ở nơi xa về đây. Giới thiệu với mọi người, đây là lò sấy thuốc. Đây nhân viên đang làm nhé. Nhân viên đang làm, đang nhóm lửa các cái để cũng sấy. Đốt bằng củi. Đây là đốt bằng củi nhá. Còn đây có thể xuống mở cho mọi người nhìn thêm cái lò thuốc. Ở đây là mình đốt lửa bên này. Nhưng mà cái này chỉ lấy bằng nhiệt nhá. Không. Đây. Ở đây nó không có khói ở trong này nhá. Đây rất là nóng, trong này rất là nóng nhá. Đây, đang sấy đây. Đó. Đó. Không có một tí khói nào ra đây cả, sấy bằng nhiệt. Đó. Đấy, quy trình làm cái lò sấy để sấy thuốc, mình chủ động được cái nguồn dược liệu, mình không cần phải là phụ thuộc vào nắng mưa nữa, thời tiết nữa. Lúc nào mình cũng có thể sấy được thuốc khô và cái đảm bảo được cái tính vị của thuốc rất là tốt. Đấy, hôm nay là giới thiệu cho Duy biết là như thế. Đó. Anh mời chú vào trong quầy thuốc của anh. Bây giờ đang giờ trưa cho nên ra là công nhân đang nghỉ hết. Dạ. Đây là cái quầy thuốc nhà anh. Mời Duy xuống dưới hầm thuốc để xem cái cách thức mình bảo quản thuốc và những cái bài thuốc ở dưới đó. Dạ. Đây là thang máy. Đây là thang máy tời thuốc nhé. Dạ. Rồi. Đây, dưới đây thì mọi người nhìn cái từng bao tải một mình đóng thuốc vào đây để bảo quản. Ở đây có một điều rất là đặc biệt thế này nhé. Duy và mọi người nhìn xem, ở đây là mình không lát gạch mà nó là tường bê, tường là tường, mình cũng không quét xi, không có một cái sơn xước gì cả, mà ở dưới này cũng thế, mình cũng không lát, bởi vì mình làm như thế này để cho cái khả năng hút ẩm của nó là tối đa nhất, để cái kho thuốc của mình không bị ẩm mốc. Cho nên là mọi người xuống đây, đấy, tất cả ở đây là rất là thông thoáng, không hề có một cái chút ẩm mốc nào ở đây, và tất cả các cái bao tải thuốc của mình là đều bọc trong túi ni lông hết. Phía bên Duy đây là cái bài thuốc tầm khá peo của anh. Đây là mọi người công nhân đang làm, nhưng mà đến giờ nghỉ trưa thì mọi người nghỉ. Rất là nhiều người là biết cái này, nhưng mà khi mình làm khô lại như thế này thì không ai nhận ra đâu. Cái này nó là nấm ngọc cẩu. Nấm ngọc cẩu nhá. Nấm ngọc cẩu là để mình phơi khô, sấy khô lên như thế này. Đó. Và nó là một trong những cái thang thuốc, một trong những cái vị thuốc tăng cường sinh lý. Đúng rồi, đúng rồi, tăng cường sinh lý nào. Đó. Anh em đi vào trong này tham quan ở phía bên trong này nữa. Ở đây nó có hệ thống bao bì các cái để mình đóng thuốc để mình gửi đi khắp nơi trên mọi miền của Tổ quốc nhé. Đây. Ở đây nó có rất nhiều dòng. Đây là dòng cao nhá. Dòng cao mình đã nấu từ cây thuốc lại. Mình phải để ở đây như thế này, để cho nó không khí ở dưới này lúc nào nó cũng mát.
nên ra mới bảo quản nó như thế này. Khi nào mình sử dụng ấy thì mình sẽ bóc bỏ cái túi bóng này xong rồi mình cho vào máy mình vê ra thành viên, hoặc là người nào mà không thích vê viên thì mình cắt ra từng thỏi một, mỗi một thỏi nó khoảng độ một lạng để sử dụng trong vòng 10 ngày. Đấy, cái quy trình là cái hệ thống cao là như thế này nhá. Gia đình hôm nay rất là vinh dự đón được chú Duy lên trên tìm hiểu phong tục tập quán ở trên dân tộc Anh, và đã nhận lời mời của anh đến đây tham quan nhà thuốc và vườn thuốc của anh. Và đến giờ này thì đến giờ trưa thì cũng rất là vinh dự được gia đình được đón tiếp anh em cùng với gia đình dự bữa cơm thân mật. Nó rất là đơn giản thôi, ở trên này thì làm mâm gọi là cỗ làm bày giá lá, nó không như ở dưới kia để ra đĩa nhiều các cái, ở đây toàn là cho lá hết. Thì những cái đồ ăn ở trên này đều là dân dã hết, những con gà rồi những con cá đều là gia đình tự nuôi trồng hết. Mời chú Duy với tất cả mọi người trong gia đình cùng nâng ly rượu lên, giới thiệu với chú là cái rượu này là rượu tầm kha pêu của anh. Hôm nay chú là khách quý của anh nên ra là anh lấy cái rượu này để mời chú. Để lúc chú sớm anh có nói qua cái rượu này đấy. Đúng rồi, lúc sớm anh có nói qua cái rượu này thì mời chú với gia đình anh uống thử ly rượu này xem cảm nhận của chú như thế nào nhé. Em mời anh này nhá. Em mời các chị. Vâng, chị. Các cháu. Vâng, anh. Vâng, chúc sức khỏe. Mời đi. Vâng, mời. Uống đâu. Sao? Rượu men lá. Dạ. Mình uống vào mình không bao giờ cảm giác nó sóc. Đúng rồi ạ. Nó rất là nhẹ. Nó nhẹ, nó êm. Dạ. Ai mà lấy cái liệu trình thuốc của anh ấy thì đều anh khuyến mại cho một chai rượu như thế này về để sử dụng trong vòng 10-15 ngày. Dạ. Để trong lúc cái chờ đợi cái rượu ngâm kia nó ra hết chất thì mình sử dụng tạm cái này. Đó. Dạ. Cái này là rượu men lá 100% nhá. Thì nữa anh sẽ biếu cho chú vài chai về uống thử xem thế nào nhá. Thế tuyệt vời quá anh. Ừ, rồi ok. Thôi thì mời mọi người ăn đi. Ừ. Ăn đi. Vâng, em mời cả nhà. Đây, làm thí gà chạy bộ của anh xem nào. Vâng, em cảm ơn anh. Đấy, anh em ăn đi. Phong ăn cọng gà này con nhá. Không được đâu rồi đâu. Em thấy vâng, uống một chén mà đã thấy người dạo dực rồi đấy. Rất là hay. Vâng. Vâng thưa quý vị, không biết là quý vị xem clip có cảm nhận hay là có sự đồng cảm giống như hay không? Cái rượu này thực sự là như anh nói, em thấy nó cực kỳ dễ uống, mà đặc biệt là được đi cùng anh dẫn em đi tới nơi sản xuất rồi vườn thuốc của anh, mọi thứ đều từ tự nhiên đấy. Vâng, đảm bảo về sức khỏe. Em cảm giác cái uống cái này nó gọi là rượu thuốc ấy, nhưng mà hương vị của rượu nó thơm ngon hơn, chứ nó không phải là dạng như là thuốc uống nó đắng hay là nó có một cái vị gì đó nó khó uống. Vâng, đấy tuyệt vời. Vâng thưa quý vị và bạn, nếu mà có dịp về với Ba Vì, dành thời gian để lên xã Ba Vì, để vào những thôn của anh Phúc, và anh Phúc còn rất là nhiều điều để mà chia sẻ nữa. Trong cái clip này Duy cũng gọi là giới thiệu tổng quan thôi. Hy vọng là có một dịp khác em lên Ba Vì và em tới nhà anh dành thời gian cho bọn em để tìm hiểu sâu hơn nữa về những cái phong tục tập quán của người Dao hiện tại bây giờ. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và kinh doanh tốt. Ok, cảm ơn em. Dạ.